EVN NPC đã ghi dấu ấn thành công trong chương trình chuyển đổi số với việc đưa vào vận hành chính thức các chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Từ nay đến cuối năm 2022, EVN NPC sẽ hoàn thành số hóa tất cả các quy trình nghiệp vụ còn lại, với mục tiêu đến cuối năm 2022 cơ bản trở thành doanh nghiệp số. Vừa qua tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đã tổ chức lễ công bố sản phẩm số hóa quy trình tài chính kế toán và kinh doanh dịch vụ khách hàng. Vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức, EVN NPC đã trở thành đơn vị tiên phong trong ngành điện trong việc số hóa các quy trình nghiệp vụ, góp phần minh bạch hóa, nâng cao tính liên kết của các chu trình công việc, giảm thiểu tối đa các khâu trong quy trình đang được làm thủ công và giấy tờ, tối đa hóa việc chuyển đổi số dữ liệu, đảm bảo sự tập trung và chuẩn hóa thông tin dữ liệu, đồng thời nâng cao năng suất lao động và đáp ứng các yêu cầu của công tác giám sát, vận hành và quản trị của tổng công ty. Chỉ tính riêng hiệu quả ban đầu của việc chuyển đổi số hai quy trình tài chính kế toán và kinh doanh dịch vụ khách hàng, một năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tiết kiệm được 50.000 ngày công, hơn 43 tỷ đồng chi phí in ấn và nhân công, hơn 30.000 m2 diện tích kho lưu trữ hồ sơ giấy, giảm 50-80% thời gian thực hiện công việc. Tất cả các quy trình này đều được tích hợp tối đa với phần mềm dùng chung, tạo sự thống nhất trong toàn tổng công ty và các đơn vị thành viên, đảm bảo vận hành thông suốt, có tính hệ thống và được kiểm soát chặt chẽ.